Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em môn công nghệ lớp 7, bài số 6, biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất nhé. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay, bài 6, biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất. Hiểu được vì sao phải sử dụng đất hợp lý, biết được các biện pháp thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất. Một nhỏ vì sao sử dụng phải sử dụng đất hợp lý. Nước ta có tỷ lệ tăng dân số cao. Dân số tăng thì nhu cầu về lương thực thực phẩm cũng tăng theo, đúng không nào? Trong khi đó thì diện tích đất trồng trọt là có hạn. Vì vậy phải biết cách sử dụng đất một cách hợp lý có hiệu quả. Em hãy điền mục đích của các biện pháp sử dụng đất vào vở bài tập theo mẫu sau. Giờ ở đây mình sẽ có một cái mẫu nhé. Cột thứ nhất là biện pháp sử dụng đất. Cột thứ hai là mục đích. Như vậy thầy sẽ làm cái bảng này cho các em luôn nha. Giờ lời giải thầy làm bảng cái bảng này nha. Như là biện pháp sử dụng đất và mục đích của nó, đúng không nè? Như là biện pháp thứ nhất là thăm canh tân vụ. Thăm canh tân vụ để làm gì? Không để đất trống trong thời gian giữa hai vụ mùa. Trong hai vụ thu hoạch tăng sản lượng sản phẩm, đúng không? Mục đích của này sẽ là tăng sản lượng sản phẩm nhé. Thăm canh tân vụ không để đất trống trong thời gian giữa hai vụ thu hoạch tăng sản lượng sản phẩm. Biện pháp sử dụng đất thứ hai là không bỏ đất quen, luôn có sản phẩm để thu hoạch, đúng không? Tiếp theo là chọn đất, chọn cây trồng phù hợp với đất. Chọn cây trồng phù hợp với đất để làm gì nè? Để cây sinh trưởng và phát triển tốt thì sẽ cho mình năng suất cao, đúng không nè? Tiếp theo là vừa sử dụng đất vừa cải tạo đất. Như vậy là sớm có thu hoạch. Mục đích là sớm có thu hoạch, đúng không nè? Mình sử dụng đất và mình cải tạo đất thì mình sẽ sớm có thu hoạch. Qua sử dụng đất sẽ được cải tạo nhờ làm đất và bón phân và tưới nước cho cây, đúng không nè? Như vậy là thầy làm xong cái bảng này nha. Bảng này để hôm nay. Giờ tiếp theo phần 2 là mẹ luôn nha. Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất. Ở nước ta chỉ có đất Phù Sa ngọt chưa bị khói quá, thuộc hệ thống sông Hồng và sông Cửu Long, có độ phì nhiêu tương đối cao. Hầu hết các loại đất còn lại có những tính chất xấu như là bị chua nè, đúng không? Bị mặn nè, bị phèn hoặc là bạc màu, nên càng được cải tạo. Có nhiều biện pháp cải tạo và bảo vệ đất khác nhau. Dưới đây là một số biện pháp cải tạo và bảo vệ đất thường được sử dụng. Em hãy quan sát hình 3, 4, 5 và ghi nội dung trả lời câu hỏi và vở bài tập theo mẫu dưới đây nhé. Bây giờ trước hết mình sẽ quan sát hình 3, 4, 5. Giờ sau đó mình sẽ trả lời câu hỏi, đúng không? Câu hỏi thứ nhất là mục đích của các biện pháp đó là gì? Câu hỏi thứ hai, biện pháp đó thuộc dùng loại cho loại đất nào, đúng không? Giờ mình sẽ quan sát hình thứ 3, hình số 3 nhé. Như vậy hình đây là mình sẽ dùng cài sâu, đúng không? Dùng dâu để cài, hoặc là ngày nay ta sử dụng máy cài để cài, đúng không? Cài sâu bờ kỹ nhé. Kết hợp bón phân, đúng không? Bón phân hữu cơ. Tiếp theo là hình số 4 là làm dụng mặt khe để cho hạn chế dòng nước chảy xuống làm xói mòn, đúng không? Và tiếp theo là trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh, đúng không? Như mình thấy là giữa các cây lớn nè, đúng không? Người ta sẽ trồng xen những cái cây nhỏ, cây nông nghiệp nhỉ? Nhỏ, đúng không? Để thu hoạch. Giờ ở đây có cái bảng, đúng không? Biện pháp cải tạo đất, mục đích và áp dụng cho các loại đất, đúng không? Giờ thầy sẽ làm cái bảng này luôn nhé. Như vậy là biện pháp cải tạo đất. Biện pháp thứ nhất là cài sâu bờ kỹ bón phân hữu cơ để làm mục đích làm gì nè? Tăng bề dày của lớp đất canh tác, đúng không? Nếu mà lớp đất canh tác của mình quá mỏng thì mình phải dùng cái này nha. Áp dụng cho loại đất nào nè? Có tầng mặt đất mỏng nè, nghèo dinh dưỡng như là đất bạc màu. Tiếp theo là biện pháp thứ hai, làm dụng bạc khe. Mục đích để làm gì nè? Hạn chế dòng nước chảy, hạn chế xói mòn giữa cho. Áp dụng cho đất gốc đồi núi, đúng không? Và biện pháp thứ ba là trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh. Mục đích để làm gì nè? Tăng độ che phủ đất, hạn chế xói mòn giữa cho.
Này, biện pháp này cũng dùng cho đất gốc nè, đất cần được cải tạo đúng không? Và biện pháp tiếp theo là cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, khai nước thường xuyên đúng không? Mục đích để làm gì? Để hòa tan chất phèn trong nước nha. Tháo nước cốt hòa tan phèn thay thế bằng bằng nước ngọt. Biện pháp này dùng cho áp dụng cho đất phèn. Biện pháp tiếp theo là bón phân, bón vôi nha. Biện pháp tiếp theo là bón vôi, dùng để khử chua, mình nhớ là vôi dùng để khử chua nha. Dùng cho áp dụng cho đất chua đúng không? Như vậy đam mê đất mà chua người ta dùng vôi, ta sẽ giải vôi vào đất đó để cho nó khử cái chua đi đúng không? Giờ như mình thầy vừa hướng dẫn xong cái bảng này nha. Tiếp theo nha, giờ ghi nhớ như vậy, đây là nội dung chính của bài này hôm nay. Diện tích đất trồng trọt có hạn, vì vậy cần phải sử dụng đất một cách hợp lý. Những biện pháp thường dùng để cải tạo bảo vệ đất là canh tác, thủy lợi đúng không, và bón phân nha. Giờ tiếp theo câu hỏi thứ nhất là vì sao phải cải tạo đất. Giờ trả lời câu hỏi số 1 luôn nha. Vì một số loại đất như là đất kìm đúng không, đất chua có tính axit bazơ. Đất kìm thì sẽ có tính bazơ ha, còn đất chua có tính axit, không thể để trồng cây được đúng không. Những đất mà đang bị chua, đang bị kìm thì mình sẽ không trồng được, mình phải cải tạo trước khi trồng đúng không? Không thể để trồng cây được nên cần phải cải tạo đất. Cải tạo đất để khai thác tiềm năng của đất, có nghĩa sau khi cải tạo mình mới trồng trọt được đúng không? Giờ tiếp theo là câu số 2. Người ta thường dùng những biện pháp nào để cải tạo đất? Như giờ mình đã học giờ đúng không? Các biện pháp cải tạo đất gồm có cày sâu bờ kỹ này, kết hợp với bón phân ok. Biện pháp này dành cho những cái đất mà đất mỏng đúng không? Tiếp theo là lành dùng bạc he để dành cho những cái đất mà trên đồi núi đúng không? Khi mình làm dùng bạc he mình sẽ hạn chế được dòng nước chảy từ trên xuống, sẽ làm xấu màu đất. Biện pháp tiếp theo là trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh. Biện pháp này cũng có thể sử dụng cho những cái đồi núi hoặc là cái đất muốn cải tạo cũng được. Biện pháp tiếp theo là cày nông bừa sục giữ nước liên tục hoặc hai nước thường xuyên, dành cho nước bị nhiễm phèn đúng không này, và bón phôi dành cho đất bị chua đúng không này. Giờ tiếp theo câu số 3 nha. Nêu những biện pháp cải tạo đất đã áp dụng ở địa phương em nha. Giờ thầy sẽ làm câu số 3 nha. Nêu những biện pháp cải tạo đất đã áp dụng ở địa phương em. Giờ mình sẽ cũng lại một cái bảng tương tự như trên đúng không này. Biện pháp cải tạo đất này, mục đích và áp dụng cho các loại đất. Như biện pháp thứ nhất là cày sâu bờ kỹ và bón phân ok, mục đích là tăng bề dày của lớp đất canh tác, áp dụng cho các loại đất tầng đất mỏng nghèo chất dinh dưỡng như là đất bạc màu. Làm dụng mặt khen hạn chế dòng nước chảy và hạn chế xói mòn giữa cho, dành cho đất dốc đồi núi, và trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng phân xanh, tăng độ che phủ đất, hạn chế xói mòn và giữ cho, áp dụng cho đất gốc, đất càng được cải tạo. Biện pháp tiếp theo là cày nông bừa sục giữ nước liên tục và hai nước thường xuyên, hòa tan chất phèn trong nước, kháo nước có hòa tan phèn thay thế bằng nước ngọt, áp dụng cho đất phèn nha. Cuối cùng là bón vôi và dùng để khử chua, dành cho đất chua. Như vậy là ở câu số 3 này mình có thể là kể một số cái biện pháp trong cái bảng này đúng không, hoặc là kể hết cũng được nha. Quy tùy theo mỗi địa phương thì có thể sử dụng một trong các cách xa, thường là không sử dụng hết đúng không. Giờ như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong môn công nghệ lớp 7. Và nếu các em thấy thầy giảng dễ hiểu bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Halim bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Halim nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.